Kính chào cô chú anh chị, đây chính là cái lô nụ tam thất mới về buổi chiều nay của nhà mình. Và cái nụ tam thất thì mình vào từng thời điểm đó thì mình sẽ cố gắng là chọn những cái nụ mới nhất, xanh nhất và hàng ngon nhất để gửi tới cô chú anh chị. Cái giá thành đó thì đương nhiên là tiền nào của lấy, và cái giá nó vào thời điểm hiện tại bây giờ là 900.000 đồng 1 kg loại xanh mới và hàng cuống nhỏ như thế này. Nhiều cô chú anh chị có hỏi rằng là cái hàng không cuống thì có hay không. Thực tế là bây giờ hàng không cuống là không có hàng. Đã rất là lâu rồi mình cũng không có lấy được hàng không cuống mà chỉ có hàng cuống nhỏ thôi. Và cái nụ thì giống hệt như trên tay mình cầm đây. Hàng màu xanh mới và khi mà pha nước lên nó đậm màu, uống rất là chất lượng. Giúp cô chú anh chị chúng ta ngủ ngon hơn, hạ huyết áp và bổ tốt cho trí não, an thần, loại bỏ cái stress ở trong người. Ví dụ trong một cái ngày mà chúng ta cảm thấy stress, chúng ta công việc nó căng thẳng quá, chúng ta làm một cái ly nụ tam thất này uống sẽ cảm thấy giảm stress cực kỳ nhiều, và nó giúp tăng cường sức khỏe, ổn định huyết áp và thanh lọc giải độc gan, và đặc biệt nó làm dễ ngủ, phù hợp với những cô chú anh chị nào đã lớn tuổi, chúng ta ngủ không sâu giấc hay là ngủ nó không đều, ví dụ như là một đêm mình có thể là ngủ chập chờn thành mấy giấc mà rất là khó ngủ trở lại, thì chúng ta sử dụng cái nụ tam thất này giúp chúng ta ngủ ngon hơn, tác dụng cực kỳ tốt cho giấc ngủ. Và cái nụ tam thất này thì mới đầu uống thì vị nó sẽ hơi đắng, thế sau đó thì vị nó sẽ ngọt hơn, bởi vì là cái này là hậu ngọt mà. Và nụ tam thất thì dùng nó rất là dôi, mỗi một gói là 500 g, và mỗi một gói như vậy đó thì chúng ta sẽ sử dụng được cỡ khoảng hơn một tháng, với bởi vì là mỗi một lần pha là mình chỉ có cho một ít như thế này thôi, một ít như thế này thôi vào cái bình thủy khoảng 1 lít đến 1,5 lít nước. Cái này nó sẽ nở ra và các cái chất ở trong cái nụ tam thất này nó sẽ thôi ra. Chúng ta có thể pha tới 2 đến 3 nước, trung bình là cứ 2 nước. Nước thứ hai thì tất nhiên sẽ đổ ít hơn nước thứ nhất, và chúng ta nhớ là pha bằng nước sôi để nó thôi ra nước được tốt nhất. Cái nụ nó sẽ nở ra. Cái này ngoài cái mình pha nước uống thì mình còn có thể là ngâm tiểu nữa. Ngâm tiểu nó cũng nở ra và chúng ta uống tiểu nó rất là ngon. Và bây giờ mình sẽ so sánh hai cái loại nụ, một loại cái loại nụ 900 của mình và một nụ rẻ hơn. Thì cô chú anh chị cũng nhiều người cũng bảo là cái nụ của mình nó giá nó cao, thực ra là tiền nào của đó. Thì mình sẽ so sánh cho cô chú anh chị xem, đây là một loại nụ rẻ này. Cái nụ rẻ thì mọi người sẽ nhìn thấy cái màu của nó khá là tối màu, tại vì người ta để nó lâu rồi, nó không được xanh đó. Không được xanh. Hai cái loại thì màu nó sẽ khác nhau, chỉ cần phân biệt bằng màu thôi là chúng ta, hai loại đều cuống nhỏ nhá, chỉ cần phân biệt bằng màu thôi là chúng ta đã sẽ thấy cái chất lượng của cái nụ tam thất loại 900 và loại rẻ hơn nó như thế nào. Đây là cái loại rẻ hơn và đây là loại 900. Loại rẻ hơn thì có giá thành nó dao động từ 800 tới 850 tùy từng loại, như loại này là đã 850 này mà nó chất lượng nó đã không bằng cái loại 900 này rồi. Thì cái loại rẻ hơn nữa thì chất lượng nó còn xấu nữa và bông nó còn nở nữa cơ. Bông thực ra bông đợt này thì nó cũng không phải là quá săn mà là nó cũng sẽ hơi bung một tí. Cho nên cô chú anh chị khi mà chúng ta đặt hàng thì chúng ta nhìn kỹ cái bông nha. Thì khi nào mà mình cảm thấy cái bông mà mình ưng ý đó thì mình hãng đặt. Thì bông hiện tại nó như giống hệt trên tay mình cầm đây, nó sẽ hơi bung một tí. Có những nụ thì nó săn, ví dụ như thế này, có những bông nụ thì nó khá săn, tại vì là trên một cái cây thì nó có bông nọ bông kia, thành ra là sẽ rất là khó để mà 100% các bông nó như nhau. Đây có những bông nó hơi bung hơn một xíu, những bông nó hơi bung hơn thì nó sẽ như này, nhưng mà vẫn đảm bảo chất lượng để đủ tuổi để thu hoạch cho cô chú anh chị khi mà chúng ta dùng nó chất lượng nhất. 900.000 1 kg loại 1 như thế này thì cô chú anh chị có thể đặt hàng theo số điện thoại trên màn hình mình để 0971858882. Hai loại thì mọi người có thể thấy là cái màu nó cũng khác nhau khá là nhiều. Loại này thì rẻ hơn. Có những có loại thì 800-750 cũng có, 850 như loại này 850. Thì mọi người có thể so sánh để chúng ta đặt. Thông thường thì mình sẽ chỉ gửi cái loại 1 này thôi, còn những cái loại nụ rẻ như thế này thì mình sẽ để bán tại cửa hàng. Để khi mà cô chú anh chị nhận được thì mình đặt, tuy là giá sẽ nó cao hơn một chút nhưng mà hàng mình nhận chất lượng hơn. Ok, xin kính chào cô chú anh chị, chúc mọi người sức khỏe và thịnh vượng.